Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 6 tháng 9 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thuộc thành phố Châu Đốc, làng nổi Châu Đốc được xem là một trong những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất An Giang. Đến đây du khách sẽ vô cùng bất ngờ với những căn nhà nổi, những bè cá xếp cạnh nhau tạo thành một làng nổi dài hàng km bên dòng sông Hậu thơ mộng yên bình. Đây là làng bè nuôi cá nước ngọt được hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước. Lúc đầu thì nơi đây chỉ có vài bè nổi nuôi cá theo kiểu tự nhiên. Sau đó thì do nguồn lợi kinh tế đem lại cao, số lượng bè cá đã tăng lên đáng kể và dần trở thành điểm kinh tế trọng điểm của An Giang. Đa phần cá nuôi tại các bè đều là các giống cá da trơn như là cá cha, cá ba sa, sau đó thì có thêm giống cá bống tượng hay là cá mè dinh. Ngoài trải nghiệm thú vị khi được tham quan làng bè bằng ghe xuồng thì đến đây, du khách còn có thể được người dân nơi đây giới thiệu về quy trình nuôi cá trên sông, hay được trải nghiệm thực tế khi tự tay cho cá ăn, cân đo trọng lượng cá xem đạt tiêu chuẩn hay chưa. Đây cũng là cơ hội để du khách có thể hòa mình vào cuộc sống của bà con miền Tây Nam Bộ khi sông nước không chỉ là nơi ăn chỗ ở mà còn là nơi cư trú, là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân. Dự báo thời tiết An Giang trong những ngày tới phổ biến ngày nắng ráo với mức nhiệt cao nhất trong khoảng 32 cho đến 33 độ. Mưa dông tập trung chủ yếu về chiều tối ở diện rải rác, đêm có mưa dông vài nơi. Như vậy là ngoài các cơn mưa dông về chiều tối có thể cản trở đôi chút đến các hành trình khám phá, tham quan của du khách, thì quý vị có thể yên tâm với các hoạt động du lịch diễn ra tại khu vực này. Không riêng gì An Giang mà hầu như các tỉnh thành ở Nam Bộ, thời tiết cũng có xu hướng chuyển tốt lên khi mà nắng xuất hiện nhiều từ sáng sớm và sẽ kéo dài cho đến chiều. Nắng đều và có cường độ khá mạnh với mức nhiệt cao nhất nhiều nơi có thể đạt mức 34 độ. Đồng thời, những cơn mưa rào và dông sẽ xuất hiện chủ yếu vào những buổi chiều tối và đêm là chính, với diện mưa đạt khoảng dưới 1/2 diện tích khu vực. Tuy nhiên, du khách vẫn nên cảnh giác với các cơn mưa to cục bộ và trong cơn dông thì có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh. Tại Tây Nguyên, thời tiết tốt cũng đang bắt đầu quay trở lại và dự báo trong khoảng từ ngày mùng 7 cho đến mùng 9 tháng 9, thời tiết tại khu vực này sẽ ổn định với ban ngày ít mưa và nắng đẹp với mức nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng 28 đến 31 độ. Và những cơn mưa dông sẽ thu hẹp lại cả về thời gian, phạm vi lẫn cường độ. Mây đối lưu chủ yếu phát triển trong khoảng chiều và tối gây mưa dông rải rác. Thời tiết cũng sẽ ủng hộ hơn đối với các hoạt động du lịch. Tuy nhiên, du khách vẫn nên cảnh giác với các cơn mưa to cục bộ và trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và cả gió giật mạnh. Trong khoảng 2 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục nằm trong xu hướng tốt và ổn định. Với kiểu thời tiết chủ đạo sẽ là ngày nắng mạnh, chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ thì có nơi còn xảy ra trạng thái nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ngày dao động phổ biến khoảng 33 cho đến 36 độ. Và với kiểu thời tiết ít mưa như vậy sẽ tương đối thuận lợi cho hoạt động du lịch ngoài trời. Từ khoảng ngày 9 tháng 9, thời tiết có khả năng sẽ chuyển xấu trên toàn khu vực với xu hướng tăng mưa và giảm nhiệt. Không ngoại trừ khả năng có thể xuất hiện mưa to và trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Do vậy, du khách nên cân nhắc nếu có kế hoạch du lịch trong những ngày này. Sau thời kỳ mưa lớn kéo dài thì trong những ngày tới, thời tiết ở các tỉnh Trung Bộ sẽ chuyển tốt trở lại. Những cơn mưa vừa mưa to tạm thời không xuất hiện mà thay vào đó thời tiết sẽ giảm mây, nắng tốt, đồng thời tình trạng mưa rào và dông chỉ còn xảy ra trên diện hẹp. Bên cạnh đó, nhiệt độ trong khoảng thời gian này cũng có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, mức nhiệt cao nhất ngày hầu như không vượt quá 36 độ, mang đến nhiều thuận lợi hơn đối với hoạt động giao thông, sản xuất và cả du lịch trong khu vực. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Tiếp theo sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!